chào mọi người, lại là Na đây. Thì hôm nay Na giới thiệu mọi người dòng xe mới nhập về cửa hàng, mới nhưng mà cũng là cũ ha. Dòng xe Exciter 155 màu 2023. Đó, hôm nay Na sẽ cập nhật giá cho các bạn cũng như là cập nhật cái cho các bạn xem màu sắc của xe như thế nào luôn ha. Thì trước khi cập nhật về giá xe thì Na cũng thông tin một tí về cửa hàng xe máy An Thành Phát. Cửa hàng nằm tại quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay ngã tư Mỹ Phước 2 ha. Bạn nào chưa biết đường thì cứ alo Na 0325333789 để được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại các anh em ha. Ngoài ra cũng sẽ được nhiều phần quà hấp dẫn nữa nếu mà liên hệ trước với Na đó các bạn. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa thì Na sẽ cập nhật giá của em Exciter mẫu mới 2023 luôn ha các bạn ha. Giá của em này hiện tại là 48.500.000. Giá Na báo đã bao gồm thuế VAT rồi ha các bạn ha. Rồi, mua gốc thì các bạn trả trước cho Na tầm 4 triệu trở lên là ok, là có thể dắt em này về rồi. Còn ví dụ các bạn muốn lấy cà vẹt gốc thì các bạn cứ trả 40% giá trị xe trở lên để lấy cà vẹt gốc ha. Có càng nhiều thì các bạn cứ trả càng nhiều càng tốt ha. Còn bạn mua xe thì có liên hệ với Na thì Na có nói rồi, hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại, tặng nón, tặng áo, thay nhớt miễn phí nè. Và khi các bạn lắp phụ kiện sẽ được hỗ trợ 40-50% giá phụ kiện luôn ha. Rồi, thì như Na sẽ cho các bạn xem hai màu sắc. Hiện tại là màu mới nó có 3 màu, còn màu đen nữa ha các bạn ha. Nhưng mà Na sẽ cho các bạn xem trước hai màu. Còn các bạn nào mà muốn biết chi tiết thì cứ nhắn tin Zalo cho Na để Na báo màu ha. Em này là một em màu xanh, mình gọi là màu xanh ngọc đi ha. Ha, ở trên phiên bản này á, là nó có sẵn cái chữ special tem special edition trên thế này ha, phiên bản giới hạn ha các bạn ha. Đó, bên này các bạn nhìn tem nè, Exciter 155 tem bạc đỏ ha, kết hợp rất là đẹp. Ngoài màu xanh đẹp xanh ra thì cửa hàng nó còn kết hợp với lại màu bạc ha. Đó, bánh mâm có lót tem đỏ luôn ha, rất là đẹp, mâm 5 cây nha. Đó, rồi tiếp theo các bạn nhìn bên hông xe nè. Bên sườn xe thì nó cũng có dán tem special edition kế bên luôn, tem nhám nè, đó, màu đỏ rất là đẹp luôn, 6 số ha các bạn ha. Đó, trước và sau nhìn màu rất là đẹp luôn, màu rất là mát mắt ha, cái màu bản màu mới này nó thấy rất là đẹp á các bạn. Đó, mâm trước mâm sau, rồi đằng sau này, đó, nhìn các bạn nhìn tem nè. Mình qua màu thứ hai coi ha, màu này là màu xám xi măng ha. Cái bản màu cũ là nó có màu xanh xi măng, thì em này là bây giờ ra cái màu xám xi măng ha, màu xám xi măng. Cũng có tem special edition đây luôn. Thì ngoài ra là có thêm cái tem ấy thì nó là màu vàng dạ quang ha các bạn ha. Đó, bánh mâm là mâm vàng, màu vàng chanh luôn. Đó, trước sau là đều như vậy luôn ha. Rồi, phiên bản giới hạn thì Na cũng nói rồi là trước giờ là nó đều là khóa smart key luôn. Đó, tem hai bên các bạn nhìn sườn xe nè. Rất là đẹp, xe màu này rất là nhẵn ha. Bên kia một màu thì nó rất là nổi bật, còn bên này thì màu sắc của nó thì nó nhã nhặn hơn. Và nhưng mà cái phần bánh á, bánh và cái phần tem á, màu dạ quang này á, nó sẽ làm nổi bật chiếc xe lên ha. Màu zin mà nó còn đẹp hơn 3D rất là nhiều. Còn màu đen ha, màu đen thì sẽ là mâm đồng. Thì các bạn muốn biết chi tiết á, thì cứ nhắn tin Zalo cho Na để Na gửi màu từng mẫu cho các bạn xem. Và thủ tục mua góp thì sẽ là 18 tuổi, có chứng minh hoặc căn cứ công dân là ok rồi. Ví dụ như các bạn có bằng lái hay là hộ khẩu hay một giấy tờ gì nữa thì các bạn cứ cầm theo ha, để Na hỗ trợ cho các bạn được nhiều ngân hàng hơn. Cửa hàng Na có thu xe cũ đổ xe mới và hỗ trợ vận chuyển xe toàn quốc. Cho nên anh em nào có thắc mắc gì nữa hay là cần tham vấn về cái vấn đề gì thì cứ đừng ngại ngần gì, comment ở phía dưới hoặc alo cho Na 0325333789 để được tư vấn hoặc hỗ trợ một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cửa hàng xe máy An Thành Phát trong thời gian vừa qua. Nhớ tới cửa hàng thì nhớ đọc mật khẩu đã xem video của Na hoặc là đã liên hệ với Na để được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.